Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bàn sang cái vế thứ hai nha. Niệm Phật sao cho được nhất tâm. Niệm Phật nhất tâm nghĩa là gì? Nghĩa là nhất tâm là một lòng không? Một lòng của chúng ta chỉ có một cái câu Phật hiệu là câu lục tự duy nhất khởi lên trong lòng trong suốt quá trình vận hành của tâm thức. Không có bất cứ một cái niệm tưởng nào trong cuộc đời xen vào. Như vậy gọi đó là niệm Phật nhất tâm. Tại sao vậy? Vì đó giờ chúng ta luôn luôn bị sáu trần nó dẫn sáu căn của chúng ta đi theo cuộc đời và chúng ta chỉ sống quên mình vì cuộc đời, sống cho cuộc đời này thôi. Mà quên mình vì cuộc đời, sống cho cuộc đời thì sao? Thì làm cho chúng ta chứa rất nhiều những phiền muộn, những khổ đau. Ví như mắt này thấy sắc mà nhiều khi không đáp ứng thỏa mãn cho nên nó buồn, phải không? Nó lưu luyến nhưng mà không không có được, nó buồn. Tai này nghe những cái âm thanh và âm thanh trái ý, nghịch lòng, nó giận, nó hờn, vân vân. Vậy thì cuộc đời đã đem lại cho ta rất nhiều những nỗi buồn, nỗi hận, nỗi hờn, đó là những nỗi đau trong cuộc đời. Do vậy hôm nay chúng ta cần phải thay đổi mình, thay đổi cách sống đi. Không sống cho cuộc đời nữa mà hãy sống cho chính mình bằng cách quay trở lại với chúng ta, sống cho nội tâm chúng ta. Do vậy hôm nay chúng ta mới niệm Phật để sống lại với chính mình. Nhưng mà sao? Niệm thì niệm đó. Mới có chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật được tiếng 2 tiếng, cái nó dẫn đi đâu ha? Ngồi đây niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái nó sẹt, nó nhớ chuyện này, nó nhớ chuyện kia, cái chuyện quá khứ, cái chuyện qua rồi, nó đều nhớ lại hết và làm cho tâm của chúng ta không được an định ha. Tâm chúng ta không được nhất tâm mà là gì? Gọi là tán tâm. Tán tâm là gì? Tức là tâm nó suy nghĩ mông lung, nó suy nghĩ đủ chuyện hết đó. Hay còn gọi là đa tâm á. Đa tâm là nhiều tâm. Tâm suy nghĩ quá khứ, tâm suy nghĩ vị lai, đủ thứ tâm suy nghĩ hết. Do vậy mới có cái câu hỏi này là cái cách nào để giúp cho trong lúc cái quá trình tu tập niệm Phật đó của chúng ta được một lòng với câu lục tự của mình thôi, rồi đó là niệm Phật nhất tâm. Thì thưa với quý vị, cô xin được phân tích qua hai cái hoàn cảnh như thế này nha. Tại sao? Vì nhìn chung thì ai trong chúng ta cũng sẽ có hai hoàn cảnh thôi. Đó là một cái hoàn cảnh đặc biệt là hoàn cảnh trong giai đoạn chuyên tu, tức là tu tập có thời khóa. Hai là hoàn cảnh trong giai đoạn cuộc sống bình thường, là trong cái hoàn cảnh đi đứng nằm ngồi vẫn còn tiếp xúc với trần cảnh. Đây là hai hoàn cảnh. Với cái người cư sĩ tại gia của chúng ta thì sao? Ngoài hai thời công phu sáng chiều theo lời Đức Thầy dạy, tức là chúng ta cúng lại rồi chúng ta ngồi tĩnh tọa, thì con nghĩ rằng cái thời gian nhiều nhất của mình đó là cái giai đoạn chúng ta tiếp xúc với trần cảnh trong đi đứng nằm ngồi. Vì dầu sao mình cũng là người cư sĩ, vẫn còn kinh tế, vẫn còn cuộc sống gia đình, vẫn còn làm ăn thì vẫn còn phải va chạm ha, vẫn còn phải đối diện với trần cảnh. Thì chúng ta cần phải tu như thế nào để khi thời công khóa của chúng ta niệm Phật được nhất tâm, và chúng ta phải tu như thế nào để trong lúc chúng ta tiếp trần tiếp duyên mà tâm của chúng ta cũng được nhất tâm như vậy. Đây là hai cái hoàn cảnh, con sẽ tuần tự phân tích từ cái hoàn cảnh một nha. Giờ mình sẽ nói hoàn cảnh thứ nhất. Một tức là cái hoàn cảnh tu tập trong thời khóa. Ở đây nó có một cái nguyên tắc như thế này nè. Tức là dầu cho tu trong thời khóa chuyên tu hay là tu ngoài thời khóa không chuyên tu, thì cái quy tắc để đưa cho chúng ta được đến cái trạng thái gọi là nhất tâm của mình đó, là chúng ta cần phải đạt được cái trạng thái gọi là chú tâm. Chú tâm để đạt được đến cái tập trung tâm. Tập trung tâm tức là gom tâm đó, và tập trung tâm nó mới đưa cho chúng ta đến cái trạng thái nhất tâm. Vậy thì quy tắc chung của việc đi đến nhất tâm là chúng ta phải có cái tâm tập trung, và muốn tập trung thì chúng ta phải chú tâm ha, dầu cho trong thời khóa hay ngoài thời khóa gì cũng vậy. Vậy thì thưa quý vị, bắt đầu vào thời khóa đó, mình ngồi xuống thì có hai cái nguồn, hai nơi để giúp cho chúng ta chú tâm. Một là gì? Mắt mà, không, con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Chúng ta nhìn ở đây là tâm chúng ta đặt ở đây, nhìn ở đó là tâm chúng ta đặt ở đó. Nhìn tập trung một chỗ thì tâm chúng ta đang tập trung,
nhìn loạn soạn nhiều chỗ là tâm chúng ta nó đang loạn soạn, phải không? Cho nên để rèn luyện cho chúng ta có được cái tâm tập trung thì ta phải chú tâm, mà trước tiên là chú tâm con dùng mắt để chú. Thì thưa quý vị, chúng ta ngồi ngay thẳng như thế này, nhìn vào sống mũi ở phía trước, hay là nhìn ở cái điểm tập trung nào ở phía trước đó. Chúng ta nên nhớ một cái việc như thế này nha, tức là nhìn ở một cái điểm nào nhỏ nhất, tức là nếu nhỏ nữa là mình sẽ không thấy đó, mà cái nhỏ nhất vừa đến mức độ là không phải để cho mình không nhận diện được. Nên nhìn cái điểm nhỏ như vậy, chứ chúng ta đừng nên nhìn cái điểm lớn, vì cái điểm lớn ở trong đó nó sẽ có nhiều khía cạnh, nhiều góc cạnh mà mình không để ý hết, thì mình sẽ không thấy toàn triệt được hết cái điểm mình đang thấy. Mà nếu không thấy được toàn triệt cái điểm mình đang thấy là tâm mình sẽ không tập trung đổ hết vào trong cái đối tượng mình đang ngắm, đang nhìn ha. Ví dụ mình nhìn cả cái bông hoa 5 cánh nó hơi lớn mà không biết là mình đang tập trung vào cái cánh nào. Do vậy mà tâm tập trung và sức tập trung của mình không có. Cho nên thay vì chúng ta nhìn cái bông hoa 5 cánh mình ví dụ ha, thì hãy nhìn cái điểm nhỏ nhất ở trên cái cành hoa đó, ví dụ như một cái nhị thôi, ở trong vô số những cái nhị của cái bông hoa, thì nhìn ở cái điểm nhỏ như vậy nó mới tạo cho mình được cái sự tập trung. Ở đây có một cái nguyên tắc như thế này chúng ta nên nhớ và lưu ý nha, là cách nhìn của chúng ta vào điểm nhỏ nhất, cách nhìn để giúp cho chúng ta tập trung là nhìn một cách là sao, nhẹ nhàng và tự tại nha. Chứ đừng có gồng mình nhướng mắt mà nhìn như thế này, chúng ta càng nhìn lâu sao nó sẽ mỏi cơ mắt của mình, và nó sẽ gây ra cái căng thẳng thần kinh, nó rất mệt, mình không thể nào tu tập lâu được. Nhìn bằng một cách nhẹ nhàng như vậy mà tập trung, nhẹ nhàng, chú ý nhẹ nhàng, đó là nguyên tắc. Thì được như vậy thì chúng ta mới bắt đầu nhớ cái câu niệm Phật theo ánh nhìn của chúng ta. Nhìn vào cái điểm đó là Nam Mô A Di Đà Phật, thấy rõ trong cái điểm đó Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bắt đầu chúng ta niệm tới. Tập như vậy chúng ta sẽ có được cái niệm Phật nhất tâm nha. Đó là cái cách chú tâm để đạt được cái tâm tập trung. Và tâm tập trung này tu tập lâu ngày nó sẽ đạt được cái gọi là nhất tâm. Và có đôi khi có một số đồng đạo chúng ta thì nhiều khi có cái thói quen là ngồi không có nhìn mà sao nhắm mắt. Vậy thì nếu chúng ta nhắm mắt thì chúng ta sẽ bước vào cái cửa ngõ thứ hai của cái đường nó đi vào tâm của mình, đó là gì? Đó là tai nha. Bây giờ không còn thấy nữa nhưng ta nghe rất rõ mồn một ha. Mọi tiếng xảy ra xung quanh khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta đều nghe rõ hết toàn bộ. Và cái tai này nó còn linh hoạt hơn cả mắt nữa. Mắt thì chúng ta nhìn cản tường đồ này kia thì chúng ta không thấy, nhưng mà tai nghe, thưa quý vị, ở bên kia vách tường tai chúng ta vẫn nghe được. Cho nên thường thường gọi là nhĩ căn viên thông đó. Cho nên khi nhắm mắt lại, chúng ta mới quay cái nghe trở vào trong, nhìn vào tâm mình. Nương vào đâu? Nương vào hơi thở. Hít vào Nam Mô A Di Đà Phật, lắng tai nghe hơi thở mình, thở ra Nam Mô A Di Đà Phật, hít vào Nam Mô A Di Đà Phật, thở ra Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chúng ta chỉ nghe rõ một cách tự nhiên vậy thôi, không cần phải tác ý chú tâm hay là quán niệm gì. Người tu thiền người ta cũng lắng nghe hơi thở nữa, nhưng mà họ nghe không phải như mình. Tức là họ thở vào, hít vào, thở ra. Rồi bắt đầu mới quán chiếu là hơi thở này từ đâu vào, phải không? Ở ngoài không có nơi vào, và đi vô tới trong thì nó dừng ở đâu? Không có điểm nó dừng. Tức là vô thủy vô chung, không có cái đầu, không có cái cuối để họ quán xét dạng pháp mà họ hiểu đạo. Đó là cái cách tu tập của các vị đang tu thiền ha. Còn chúng ta cũng nương nơi cái phương pháp đó. Vì sao? Vì khi mình chú tâm mình lắng nghe hơi thở là nó dễ nhất ở trong các cơ quan bộ phận của mình. Hơi thở là chúng ta dễ lắng nghe nhất, vì tim chúng ta không bao giờ ngừng đập, thì hơi thở chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ ha. Thì chỉ có như thế thì sao? Thì cái câu lục tự của chúng ta khi chúng ta nghe quen nó mới được liên tục, không bao giờ ngừng nghỉ. Vậy thì nghe thở, nhưng mà chỉ cần dán cái hơi, cái câu lục tự Nam Mô A Di Đà Phật vào hơi thở ra vào và ra, và chú tâm kỹ lắng nghe là đủ rồi. Đó là cách để giúp cho chúng ta niệm Phật được được nhất tâm. Thưa quý vị, cũng niệm như vậy, cũng áp dụng như vậy, nhưng mà sao ngồi đây một hơi,
ngủ rồi phải không, quên mất rồi không còn niệm Phật nữa, nãy giờ là ngủ đó, thì cái gì nó bị hôn trầm sâu cho nên không còn niệm Phật nữa. Hay hoặc giả là ngồi hơi gì nè, mổ gà thì chúng ta bị ngủ gật phải không, thì đây là những cái trạng thái mà tâm của chúng ta không có còn niệm Phật nhất tâm gì được nữa hết. Thì thưa quý vị, nếu gặp phải tình trạng này thì trong quá trình công phu chúng ta hãy thay đổi cái phương pháp ha. Thì có thể chúng ta đứng dậy đi kinh hành hay là chúng ta lễ bái trì danh niệm. Nhưng mà thưa với quý vị, đi kinh hành hay trì danh niệm cũng được, hai phương pháp này là chúng ta thường hay áp dụng và dễ áp dụng nhất, nhưng mà để đặc biệt hơn, để giúp cho chúng ta có cái độ chú tâm cao hơn, con khuyên nên như vậy. Tức là khi mà chúng ta trì danh lễ bái, khuyên quý vị mình nên lại đứng nha, khi nào mình lại không nổi hay lại quỳ chứ có sức khỏe nên lại đứng, lại đứng nó mới đủ được một cái phong cách gọi là ngũ thể đầu địa, để chúng ta cung kính hết mình từ khi đứng rồi cái quỳ mạp xuống nha, với giả lại lại đứng như vậy nó tập thể dục cho cơ thể mình nó khỏe hẳn luôn, tốt hơn luôn, cho nên chúng ta nên lại đứng, trừ khi mình lại đứng không nổi mình hay lại quỳ. Vậy thì chúng ta có thể trì danh lễ bái, nhưng mà nên áp dụng cái phương pháp trì danh như thế này, là trì danh theo nhịp điệu của câu niệm Phật. Là tại sao? Vừa là như thế nào? Tức là chúng ta hãy nên xả một cái âm thanh niệm Phật của đồng đạo hay của ai đó, một cái cuộn băng niệm Phật, một cái thẻ nhớ niệm Phật, chỉ một câu lục tự thôi cho lớn lên, và mình nghe theo và mình quy định theo một cái nhịp điệu như thế này cho nó vừa dặn với mình ra. Thí dụ như gì, mình Nam Mô A Di, vừa tới chữ Di là một cái đầu mình vừa úp xuống ở dưới đất Đà Phật, xong cái mình đứng lên ha. Thì mình quy định cái nhịp mà mình vừa chấm đất đó, thì cái nhịp đó là chữ Di hoặc là cái nhịp đó chữ A, thì quy định đúng như vậy thì vừa đúng tới đó là mình phải tới cái nhịp đó là mình phải phải chấm đất y chang như vậy, gọi là niệm Phật theo nhịp điệu. Cần phải có cái nhịp điệu như vậy thì cái tác ý chú tâm của mình nó mới cao, chứ mình chỉ quỳ xuống đứng lên quỳ xuống mình niệm Phật rồi đôi khi niệm nhanh niệm chậm niệm trước niệm sau nó lờn đi, nó không tạo cái sự điểm nhấn cho cái sự chú tâm rồi đó, hơi nữa mình lại mà tâm mình chạy đi đâu mình cũng không biết. Còn nếu như chúng ta đang chú tâm vào một cái điểm nhấn của cái nhịp câu lục tự thì sao, nếu như chúng ta lại xuống mà vẫn chưa tới cái nhịp đó là rõ ràng mình đã bị phóng tâm ha. Tức là lại xuống là phải tới cái nhịp Di nè, mà bây giờ mình vừa lại xuống rồi đụng đất rồi mà mới có tới Đà là bị lỗi nhịp ha. Tức là tâm chúng ta đang phóng, nương nơi cái đó để chúng ta kiểm soát được tâm mình kỹ hơn, tạo một cái điểm nhấn của cái nhịp như vậy để cho chúng ta chú tâm cao hơn, giúp cho mình đạt được cái nhiếp tâm, đạt được một cái sự nhập tâm nó cao hơn và nó mạnh hơn. Mình thì một mình thì hơi khó tu như vậy, hơi khó để ý ha, nhưng mà mình cũng phải ráng để ý kỹ một chút, nhưng mà nếu có hai người thì mình sẽ dễ để ý hơn. Vì vì sao? Vì vì có một cái nhịp này ha, nếu hai người là sao, nếu người nào lại trật nhịp là nó sẽ không giống nhau, phải không quý vị? Ví dụ như mình vừa đúng nhịp vừa xuống cái nhịp Di, cái mình đụng đất mà cái đồng đạo kế bên cái nhịp Di chưa đụng đất là biết rằng là tự mình sẽ biết với nhau, biết liền rồi. Chúng ta áp dụng cái này trong cái đạo tràng niệm Phật đó, rất là có hiệu quả quý vị. Một là sao, nếu mà tất cả quý vị chúng ta trong đạo tràng đó đều có một cái trình độ nhất tâm cao đó thì cả cái đạo tràng đó cực kỳ đẹp. Niệm Phật giống như tập thể dục nhịp điệu đó, rất là đồng loạt cả đông người như vậy, 50 người hay 100 người cùng lại xuống đứng lên, nó đâu có nhịp điệu y chang như vậy, thì nhìn cái đạo tràng rất là đẹp luôn. Đó, niệm Phật theo nhịp điệu là mình phải chú tâm theo cái nhịp điệu, còn cái người nào nếu không chú tâm trễ hoặc sao thì ta sẽ biết liền, thì nhìn cái đạo tràng đó nó bị lọt xọt, người thì khòm xuống, người thì chưa tới, và con người thì đã đứng lên rồi thì nó sẽ bị lọt xọt, là ta biết rằng cái đạo tràng này đang niệm Phật không có được nhất tâm ha. Cho nên khi chúng ta niệm Phật theo cái cách đó mà niệm Phật đông người chúng ta rất là hữu hiệu. Nó có một cái tâm lý chung là gì, nếu mình mà lỡ mà lại bị trật nghiệp đó mình thấy mình ngại lắm phải không đó. Đạo ta lại y chang như niệm như nhịp mà mình chật một hai nhịp là mình ngại lắm, từ đó về sau là mình để ý liền, mình để ý liền. Vậy thì đây là cái cách để giúp cho chúng ta niệm Phật tạo cái sự chú tâm hơn,
là nên quy định một cái nhịp điệu nào đó để cho chúng ta niệm Phật y chang như cái nhịp đó, y chang như cái nhịp đó đó, giúp cho mình có sự chú tâm. Hai nữa là có thể có người họ không muốn trì danh lễ bái, thì có người ta thích đi kinh hành hơn. Ví dụ vậy, đi kinh hành là gì? Là mình chắp tay nè, rồi mình nhìn trước y chang gì mình niệm Phật, nhưng mà trong lúc mình ngồi mình cũng nhìn á, nhưng mà nó cũng vọng tâm như thường à. Vậy thì thưa với quý vị, đi kinh hành bây giờ con đề nghị theo một cách lạ hơn, khác hơn chút xíu nha, nhưng nó sẽ giúp cho chúng ta cái độ chú tâm và cái độ nhiếp tâm cực kỳ cao, tạo cho mình cái tâm tập trung cực kỳ lớn. Là sao? Hãy cho con xin một bát nước bằng ngũ hay bằng mica gì thôi, đừng có lấy bằng sành bằng sứ, nó nặng lắm, cầm một hơi nó mỏi tay không quý vị, rót vào trong đó đầy ba cái bát nước mát này dùng cho con, để chi vậy? Cầm nó và nhìn kỹ đi kinh hành nha. Quý vị mình biết nhìn cái bát nước đầy này mà đi kinh hành, chúng ta đi thì cũng nhớ, đi thì lựa cái khoảng trống thứ hai nữa đó, thì cũng đi gần gần thôi, đi vòng vòng ở trong phòng hay gì đó, ở trước mặt của chúng ta không có chướng ngại vật nha, chứ không thôi có chướng ngại vật đụng bể. Vậy thì nhìn cái chén nước này, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, vừa nhìn vừa đi, Nam mô A Di Đà Phật, vừa nhìn vừa đi, mà hãy nó rớt ra một giọt là tâm chúng ta tán đó, lúc đó là tâm chúng ta mất tập trung đó. Cho nên chúng ta kiểm soát được tâm chúng ta rất kỹ, mà cái này là cái độ chú tâm cực kỳ cao chúng ta mới kiểm soát được. Cho một cái bát nước thật đầy mà nó không hề rớt ra một cái giọt nào. Nếu trong suốt cái buổi đi kinh hành của chúng ta mà giữ tròn cái bát nước đó thì sao? Là tâm chú tâm của chúng ta cực kỳ lớn luôn. Phan thưa quý vị, đó là cái cách để giúp cho chúng ta niệm Phật nó được chú tâm, để đạt được cái sự tập trung, và có tập trung rồi nó mới đạt được cái trạng thái nhất tâm ha. Khi nào quý vị mình có thời gian rảnh áp dụng thử cái cách con giới thiệu coi, mình sẽ thấy là cái kết quả sự niệm Phật của mình nó thay đổi hẳn ra luôn. Thưa quý vị, đó là cái cách tu tập trong cái thời khóa. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái giai đoạn thứ khác, cái hoàn cảnh khác trong cái quá trình tu tập, là chúng ta tu tập ngoài thời khóa là đi, đứng, nằm, ngồi. Thưa với quý vị, cuộc sống của chúng ta, con vẫn thường nói đó, vào cái thời đại khi mà công nghệ phát triển, khoa học phát triển cho đến mức độ chóng mặt, chúng ta sống cái gì chúng ta cũng phải sống vội hết à. Cứ mở mắt ra thức dậy là chúng ta vội đánh răng, vội chải răng, rồi vội ăn sáng, nhiều khi ăn chưa biết cái bát cháo hay là cái bát mì, bát hủ tiếu đó ngon như thế nào, chúng ta nuốt ực ực riết vào để chúng ta đi làm cho kịp. Rồi khi làm chúng ta cũng phải làm tranh thủ với vận tốc nhanh mau hơn, để sao? Để cho nó đáp ứng đủ cái sản phẩm, cái nhu cầu của cái sự phát triển của công ty. Công ty này nó đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của đất nước, của xã hội, của nền kinh tế thế giới nói chung. Ví dụ vậy, do vậy mà tất cả chúng ta đều đang bị một từ gọi là sống vội. Trong tình cảm mà sống vội thì sao? Rất nhiều chuyện khổ xảy ra với chúng ta, phải không quý vị? Mình vội quá, mình chưa hiểu được cái tình cảm nơi trong lòng mình thật chưa, đúng chưa, phải không? Rồi cũng chưa hiểu được cái người bạn đời của mình hiểu kỹ về cái người ấy chưa, biết rõ rằng tánh tình và cái tất cả những gì về cái người ấy, xem mình có thích ứng được với người ấy không, và người ấy có thật sự là cùng chung sống với mình được đến bạc đầu hay không. Vội quá chúng ta chưa hiểu biết được điều đó, và chúng ta chấp nhận sống với nhau, cho nên nó mới có những cái tình trạng sống thời gian rồi thì sao, cái xấu của người này nó lòi ra, cái xấu của người kia nó lòi ra, là tại lúc trước mình không quan sát kỹ đó, mình sống vội không, rồi lòi, rồi cho tới một ngày cái xấu của mình lòi ra, người kia chịu không nổi, cái xấu của người kia lòi ra, mình chịu không nổi, cho nên sao, bắt đầu mới bất hòa, gây gắt, ly dị, là vì cái tình trạng chúng ta vội yêu, chúng ta vội kết hôn, ví dụ, phải không? Cuộc sống vội của chúng ta nó sẽ gây ra chúng ta rất nhiều những cái tổn thương và những cái mất mát. Rồi chúng ta vội trong cuộc sống thì sao? Tâm của chúng ta vội vàng chạy theo tất cả những cái hoàn cảnh bên ngoài, cũng không đủ thời gian để chăm sóc cho tâm linh của mình nữa, phải không? Bỏ mặc nó, không còn thời gian để ý. Nó muốn phóng túng chuyện gì phóng túng, nó muốn nghĩ chuyện gì nó nghĩ, chả có cần thiết quan tâm tới nó, là vì cuộc sống vội của chúng ta đã làm cho chúng ta đánh mất cái thời gian chăm sóc tâm hồn của chính mình, chăm sóc cái tâm linh của chính mình không? Vậy thì bây giờ
muốn cho chúng ta có niệm Phật nhất tâm, muốn chăm sóc tâm hồn, chăm sóc tâm linh chúng ta, hãy làm cho con một điều là sống chậm lại. Chậm lại một chút nha. Hồi đó ăn cơm và hào 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 ăn theo cái kiểu mà bất giới mà, không cầm cái củ sâm nuốt cái ức, không có biết cái gì là ngon, phải không? Ừ. Thì cái đó gọi là ăn vội nha. Còn bây giờ chúng ta ăn chậm lại nè, vừa già vừa nhai, biết mình nhai bao nhiêu hột cơm, ví dụ vậy, cắn từng hiệu hột cơm ra và cảm niệm được từ cái chất vị ngọt của hột cơm, nhai và nuốt vào tới đâu tới bao thử, biết tới bao thử. Ăn cái kiểu này là ăn cái kiểu của Osawa, mình thì không có cần thiết phải ăn tới cái mức đó, nhưng mà ít ra mình cũng ăn kỹ hơn, nhai kỹ hơn, nó vừa tốt cho sức khỏe nó nghe quý vị, mà vừa tốt cho tinh thần của chúng ta, là lúc đó chúng ta có sự tập trung được, ăn biết rõ là mình đang ăn, nhai biết rõ mình là đang nhai. Lúc bây giờ là gì? Là sự hiện tiền có mặt. Mà là sự hiện tiền có mặt là gì? Là tâm của chúng ta đang có chánh niệm, mà đâm tâm có chánh niệm là tâm đang tập trung, đang chú ý vào cái ăn. Thì lúc đó mà nếu mà chúng ta tác khởi ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc đó cái câu lục tự của chúng ta thật sự thanh tịnh, thật sự an lạc. Vậy thì hãy sống chậm lại đi, để kiểm soát từng hành động, từng ý nghĩ, từng việc làm trong cái cuộc đời của mình. Mình làm gì mình đều biết, mình làm hết. Cái đó gọi là gì? Gọi là sống trong chánh niệm tỉnh giác. Có chánh niệm tỉnh giác, biết rõ mình ngay bây giờ và có mặt ở đây trong giờ phút hiện tại, không bị cái tâm vọng nó dẫn mình đi, không bị trần cảnh nó dẫn mình đi, thì giờ phút đó mà chúng ta tác ý niệm Phật là câu niệm Phật của chúng ta rất là thanh tịnh, và câu niệm Phật của chúng ta rất là an lạc, phải không thưa quý vị? Có những điều mà đôi khi mình nói nhưng mà chúng ta sẽ không chấp nhận. Tại sao vậy? Làm như vậy sẽ không kịp được tiến độ của công trình, chậm quá sẽ không có thể nào kịp được cái công việc, cái sự yêu cầu của công việc. Thưa với quý vị, thưa chư đồng đạo kính mến, cái cuộc sống này và cái quả địa cầu mà chúng ta đang sống, nó có cái quy luật của nó. Ví dụ nó quay quanh mình nó là sao? À, một ngày một đêm ha. Và nó quay quanh mặt trăng là sao? Là một tháng ha. Nó quay quanh mặt trời là sao? Là một năm ha. Nó có cái vận tốc của cái chiều quay, và nó có cái đường đi của vĩ đạo theo một cái quy định nhất định của nó. Nếu ngày nào đó nó quay quanh cái quả địa cầu mà quay quanh mình nó ít hơn một ngày hay nhiều hơn một ngày, nó sẽ làm cho nó gây ra rất nhiều cái sự xáo trộn. Mà nếu nó quay quanh mình nó chỉ trong nửa ngày thôi, là thưa quý vị, là thấy cuộc sống của mình nó bất an, là bất ổn rồi. Nó quay mà dèo dèo như vậy là thưa quý vị, là chúng ta trong nay rất nhiều những tai nạn xảy ra. Vậy thì thiên nhiên có cái quy luật của thiên nhiên, cuộc sống có quy luật của cuộc sống. Và nếu chúng ta mà cứ gấp gáp quá, vội quá như vậy đó, chúng ta chạy nhanh và chúng ta cho rằng chạy nhanh như vậy mới bắt kịp được cái đà phát triển của cuộc sống, thì một ngày là chúng ta sẽ phản lại cái quy luật, vượt quá cái giới hạn của cái quy luật của cuộc sống thì sao? Thì sẽ có một ngày nào đó, có cái hoàn cảnh nào đó nó sẽ bắt buộc chúng ta đứng khựng lại. Mình vác 50 kg thì mình làm hoài từ sáng tới chiều. Bây giờ vác 90 kg, làm vài tiếng hồ không còn sức để vác nữa thì bắt buộc phải đứng nghỉ thôi. Không, thế giới của chúng ta, con người của chúng ta đã đứng lại rồi đó. Không, sau đại dịch Covid là chúng ta bây giờ là đang sống chậm nè. Kinh tế toàn cầu đã bắt đầu bị sống chậm lại rồi, phải không thưa quý vị? Con buôn bán con biết, bây giờ không còn buôn bán nhiều như lúc trước nữa. Khoảng hơn phân nửa lúc trước đó là người còn bán đắt đó. Còn người mà bán chậm, bán yếu, nó không được phân nửa lúc trước, nó còn tệ nữa. Thì rõ ràng đó là tất cả con người hiện nay vì sống quá nhanh cho nên đã bị cái đại dịch Covid cảnh tỉnh cho chúng ta một lúc. Nhà máy chúng ta nghĩ rằng không thể ngày nào không ngừng chạy. Không ngừng chạy thì không có sản phẩm, không có sản sức, không đáp ứng được nhu cầu thị trường. Thì cho đến một ngày Covid có mặt, ống khói cũng phải tắt đi, không tắt cũng phải tắt. Và cho đến bây giờ, cái nền kinh tế chúng ta đã bị trì trệ là chúng ta bắt đầu sống chậm lại. Chúng ta vượt quá quy luật cuộc sống thì một ngày nào đó cuộc sống phải có cái lý do gì đó bắt buộc chúng ta phải sống chậm lại, nó mới hòa nhập được cái tiến độ phát triển, cái nhịp điệu của cái cuộc sống, phải không? Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Mình hãy thử hỏi mình trước kia coi, cái lúc mình mà còn nghèo hơn bây giờ đó,
Mình làm không có nhiều hơn bây giờ sao mình cũng vẫn sống được. Mà bây giờ chúng ta cần phải làm đầu tắt mặt tối, rồi đầu tư rất nhiều thời giờ cho cái công việc làm như vậy thì chúng ta cũng sống vậy thôi, phải không? Vậy thì sống chậm lại đi để chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, thì cái câu lục tự, cái câu niệm Phật của chúng ta đó nó mới được an lạc. Thì thưa với quý vị, nó cũng có cái nguyên tắc thôi, vẫn là hai cái nguyên tắc áp dụng y chang như trong lúc chúng ta ngồi. Nhưng mà trong lúc chúng ta ngồi là chúng ta tập trung vào một điểm và cái đó là bất động, không có di dịch. Còn trong lúc chúng ta đi đứng nằm ngồi thì sao? Có thể chúng ta tập trung điểm này và có thể chúng ta tập trung điểm khác, nhưng mà vẫn cái nguyên tắc cũ. Quý vị nhớ cho con, vẫn tu ở ánh mắt này và vẫn tu ở cái lỗ tai này nha. Để tạo được sự tập trung cũng một là ánh mắt, hai là cái lỗ tai thôi. Khi ngồi cũng vậy và khi đi đứng nằm ngồi nó cũng y chang như nhau. Nhưng mà khi ngồi thì mình tập trung hơi cao độ chút, còn khi đi thì sao? Thì mình cũng hãy nhìn thật kỹ các vấn đề. Hồi đó giờ đó mình nhìn thoáng qua thấy cái vẻ đẹp chúng ta thoáng qua vậy thôi, bây giờ mình hãy nhìn thật kỹ ở trên cái vẻ đẹp đó nó còn có cái gì bất ổn hay không. Biết đâu cái khuôn mặt đẹp đẽ kia nó có một cái nốt ruồi thật nhỏ ở trên vầng trán cao kìa, người ta thấy mình nhìn ta lâm lơm, người ta không biết chuyện gì xảy ra, thưa quý vị. Hay là trong cái bông hoa kia mình nhìn như thấy cái vẻ sặc sỡ đó, giờ nhìn kỹ à thấy hoa này đẹp không, ở trong cái bông hoa kia nó có một cái đốm vàng đốm đỏ nào đó và cái cánh hoa này nó bị bệnh kìa. Hãy nhìn thật kỹ vào cái điểm nhỏ nhất ở các cảnh vật đang hiện ra xung quanh chúng ta, nó sẽ tác chế cho chúng ta được cái sự tập trung, và có sự tập trung là chúng ta sẽ có được sự nhất tâm nha. Hồi đó giờ mình quen nhìn cái cảnh lớn rồi và quen nhìn nhiều cảnh một lượt đi nè, nhưng mà ngó trời ngó đất ngó đông ngó tây, phải không? Đức Phật á, ngài đi để mà đi, đi thì chỉ nhìn thẳng ở phía trước thôi, nhìn một vật thôi à. Thì cái này là có nhất tâm. Còn mình đi theo sao mình nhìn tứ lung tung hết trơn thì làm sao tâm của chúng ta an được, cho nên vẫn phải tu trong con mắt này. Sống chậm lại sẽ giúp cho chúng ta có chánh niệm và chúng ta nhìn kỹ hơn vào vật ở cái điểm nhỏ nhất, sẽ giúp cho chúng ta có tập trung. Nghe cũng vậy, hồi đó giờ mình rất sợ những cái âm thanh lớn chát chúa và nhất là những cái tiếng nhạc sống của cái anh hàng xóm nào đó kế bên mình. Mình muốn niệm Phật ở đây Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà bên kia cứ hát con đường xưa em đi qua, mà hát cái mà hát với cái âm thanh thật lớn nó làm cho mình mệt mỏi quá, biết làm sao đây. Thưa quý vị, có nhiều đồng đạo cũng hỏi con giờ làm sao đây gió. Con nói như thế này nha, cái nguyên tắc của tất cả cái hình sắc hay âm thanh nó sẽ có sự cấu tạo từ cái nhỏ nhất mà nó mới thành một cái lớn nhất. Ví dụ như cái tranh này để vẽ thành một cái bức tranh lớn thì nó sẽ kết hợp từ những điểm đẹp nhỏ nhất của một tấm tranh, một cái đấm chấm mực hay là một cái nét mực nào đó, nhiều cái như vậy nó mới tạo thành một bức tranh. Và cái âm thanh kia khi nó phát ra thật lớn bằng cái câu hát, nó cũng kết tạo được từ một cái tần số, từ sự rung động ban đầu nhỏ nhất, nhiều cái như vậy nó gom lại nó mới tạo ra cái âm thanh lớn mà nó phát ra. Khi chúng ta phải đối đầu và phải dấp phải ha, phải nghe phải cái âm thanh lớn nó cảm thấy mình khó chịu, thì thưa quý vị, thay vì chúng ta phải bịt tai lại vậy không được, mình bịt tai lại thì mình không nghe được âm thanh đó rồi đó, nhưng mà cũng không nghe được những gì trong cuộc sống của mình gặp trở ngại cũng không được. Hay là mình muốn bỏ đi thật xa, nhà mình kế bên mình bỏ đi đâu bây giờ cũng không được. Vậy thì cách duy nhất là gì? Hãy nghe thật kỹ âm thanh đó giùm con, lắng tai nghe, chỉ nghe thôi, đừng phân biệt là hát con đường xưa em đi hay là hát đêm lạch chùa quan, hát cái gì đó không cần biết là cái hát đó như thế nào, mà hãy lắng tai nghe thử cái tần số âm thanh đó, âm thanh đó. Âm thanh đó nó đang vang dội ầm ầm ra, và chúng ta hãy nghe kỹ và chúng ta hãy thẩm thấu và len lỏi tận cùng vào trong âm thanh đó. Chúng ta sẽ phát hiện ra có một cái âm thanh nào nhỏ nhất hoặc giả là ở trong đó là gì, là trước khi âm thanh nó phát ra nó có một cái âm thanh nhỏ nhất nó khởi lên,
đó, là một cái khởi nhẹ ở trong cái micro ha, hay là một cái khởi nhẹ của một cái tần số nhẹ ở trong cái lo bass, trong cái thùng bass, rồi nó mới dẫn ra một cái âm thanh lớn. Hay là ta có thể nghe bên cạnh cái âm thanh cực kỳ lớn kia có một cái tiếng âm thanh cực kỳ nhỏ. Là chúng ta phải hãy thẩm thấu nghe kỹ vào trong âm thanh đó và vượt qua tất cả các rào cản của tần số đó để nghe đến một cái âm thanh nhỏ nhất. Thì khi mà chúng ta nghe được cái âm thanh nhỏ nhất rồi thì tự nhiên là cái âm thanh lớn này nó sẽ mất khỏi, biến mất khỏi trong vùng, trong cái thính giác của chúng ta, lúc đó nó sẽ không làm chúng ta khổ nữa. Phải quý vị, thật ra trong cuộc đời này mỗi ngày chúng ta đang ngồi đây nè, nhưng mà thật ra đó xung quanh phòng mình có rất nhiều cái âm thanh, rất nhiều tiếng, nhưng mà nó nhỏ quá mình vô tư mình không để ý. Chứ nếu chúng ta ngồi mà chúng ta chịu để ý lắng tai nghe nè, ở bên ngoài nó có tiếng lá xào xạc nhẹ, ta có thể cảm giác biết được là cái miếng lá này nó đang rớt xuống, à nó rớt từ từ nè, bắt đầu nó đụng đất rồi đó. À, ví dụ gì mình nghe được hết, và nghe được như vậy thì Đức Thầy cho biết đó là gẫm trong cõi tạm nhiệm màu, thử yên lặng để ve nó gái gái ít điều rõ mái thiên cơ. Khi chúng ta nghe được những cái âm thanh với tần số nhỏ nhất trong cuộc sống, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống này cực kỳ màu nhiệm, cực kỳ thanh tịnh, cực kỳ vi diệu. Hồi đó giờ mình chỉ nghe âm thanh lớn, âm thanh lớn làm lòng mình xao động, lòng mình bất an, phải không? Bây giờ hãy tập nghe những âm thanh nhỏ nhất, cực nhỏ, nhỏ cho tới mức mà mọi người không nghe mà mình vẫn nghe được, thì sao? Thì lúc đó độ chú tâm của chúng ta cực kỳ lớn. Phải có một độ chú tâm cực kỳ lớn mới có thể vượt qua được cái tường đồng vách sắt của các tần số âm thanh kia, mà có thể giỏi được tới cái mức độ của tần số âm thanh nhỏ nhất. Để tâm chúng ta lưu ý vào đó thì lúc bây giờ chúng ta khởi lên câu niệm Phật rất khỏe. Xung quanh chúng ta mặc dù có tiếng xe máy chạy rất lớn, có tiếng người ta nói chuyện rất lớn, và có tiếng nhạc, tiếng hát gì rất lớn, nhưng tâm chúng ta cũng không rời khỏi một cái âm thanh nào nhỏ nhất mà mình đang chú ý. Đó là âm thanh của con dế kêu, âm thanh nhỏ xíu xào xạc của cái lá thổi, nó đang gió thổi nó đang thua cái lá tre ngoài kia. Nghe âm thanh đó thì mấy âm thanh kia tự nhiên mình sẽ quên đi, phải không quý vị? Do vậy mà ngày xưa ngài Hám Sơn cũng vậy đó, ngài ngồi bất động rất lâu ngày bên một cái dòng suối. Mà quý vị biết cái dòng suối bên Trung Hoa nó lớn lắm, khi mà nước mà từ trên không nó đổ xuống hầm 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 hầm, tưởng tượng như là máy bay bay, cái âm thanh nó lớn như vậy chứ không phải nhỏ đâu. Nhưng mà ngài vẫn ngồi bất động được, tại sao gì? Ngài đã được vào trong cái sự tập trung cao độ như vậy thì âm thanh lớn không còn chi phối được cái màng nhĩ của ngài nữa, không phải không thưa quý vị? Thì đó là cái cách mà giúp cho chúng ta niệm Phật trong đi đứng nằm ngồi. Cũng vậy, hãy nhìn và nhìn và thấy cái điểm thật nhỏ trên cảnh vật mà chúng ta đang nhìn tới. Hãy nghe và nghe tới cái âm thanh nhỏ nhất nào đó diễn ra xung quanh chúng ta trong cuộc đời. Nhìn và nghe như vậy rồi chúng ta tác ý cho câu lục tự theo cái nhìn, theo cái nghe của chúng ta, thì chúng ta niệm Phật rất là an lạc, phải không thưa với quý vị? Và con còn muốn nói thêm như thế này, trong lúc mình mà rảnh rỗi hay là trong lúc mình thoải mái gì đó thì chúng ta cũng nên làm thêm một số một vài việc để nó giúp, nó hỗ trợ cho cái sự tập trung của chúng ta. Ví dụ gì? Tập thể dục mà thường thường con hay chỉ đó, tức là thay vì mình tập thể dục mà mình dùng trái banh nhỏ nhỏ vậy, ta chơi có cái môn mà ta thấy banh lên nè, mới đầu thấy một trái chụp, sau này thấy hai trái, thấy hai trái rồi chúng ta chụp, thì đây là cái cách cũng để giúp cho mình tập trung nha. Mình không tập trung là nó rớt được không? Tập từ hai trái này rồi nhảy lên thì trái kia rớt xuống mình chụp, trái kia nhảy lên thì trái nào rớt xuống mình chụp, hai trái rồi. Nếu mà ngày nào chúng ta thấy được ba trái thấy được bằng hai tay mà thấy được ba trái như vậy nè, thì thưa quý vị lúc đó cái độ tập trung của chúng ta rất là cao. Đó cũng là cái cách cách này mình tập thể dục được luôn nha. Tập thể dục được luôn, tại tay mình vận động ra tập thể dục được luôn luôn. Cái phương pháp mà rồi Đạt Ma Dịch Cân Kinh của Tổ Đạt Ma dạy là mình chỉ vẫy tay thôi nha. Trên 10 ngón tay của mình đó, hệ thần kinh ở trong đây rất nhiều, và khi mà chúng ta vẫy tay, tay hai tay chúng ta nó vận động nè, thì sẽ giúp cho toàn bộ cái hệ thống kinh mạch ở trong cơ thể của mình sao, máu huyết nó lưu thông hết. Cho nên hai tay chúng ta mà vận động đều như vậy đó, lựa cái banh nhỏ nhỏ chúng ta thảy banh, tập thảy banh,
Thấy ngày nào mà mình thấy được ba cái là ngày đó chúng ta tập trung cái độ tập trung của mình thật cao. Để kết lại đó, con muốn đưa ra một cái vấn đề này để cho chúng ta biết được trong cái quá trình tu tập, trong cái quá trình công phu của chúng ta đó, là mình đã diễn biến quá trình công phu của mình đã đạt được cái tâm thái ở cái mức độ nào. Tại sao vậy? Tại vì từ lúc mà tâm chúng ta vọng chuyển sang cái giai đoạn chúng ta chú tâm để đạt được cái giai đoạn tập trung tâm đó, cho đến khi chúng ta đạt được dứt tâm, và dài dài hơn nữa nó còn rất nhiều cảnh giới của sự thanh tịnh, nó còn cao hơn cái dứt tâm của chúng ta đó. Đó là toàn bộ cái hành trình của tâm thức, toàn bộ cái quá trình của sự tu tập của chúng ta, nó diễn biến từ chặng 1, chặng 2, chặng 3, chặng 4, chặng 5, chặng 6, chặng 7, vân vân. Và con hôm nay cũng sẽ nói hết lại những chặng đường mà tâm thức của chúng ta trải qua trong khi chúng ta hành đạo, để chúng ta có thể biết được là mình đang ở trong cái chặng đường nào trong cái hành trình của tâm thức này nha. Thưa quý vị, thì ban đầu mình nói tâm vọng của chúng ta, bây giờ chúng ta muốn hết vọng thì chúng ta sẽ thực hiện một cái việc là chúng ta cần phải tập trung cái tâm mình lại. Và muốn tập trung lại thì sao? Bằng cách cách để giúp cho chúng ta tập trung đó là cái chú tâm ha, hay còn gọi là hướng tâm đó, chú tâm tới một điểm ha, hay là chú tâm nghe một cái âm thanh nhỏ nhất thì đó gọi là chú tâm. Thì thường thường cái giai đoạn khi mà chúng ta muốn chú tâm vào một chỗ nào đó duy nhất, thì bỗng nhiên nó có một cái bàn tay ma lực vô hình nào đó. Đó, nó đang âm thầm ở sau lưng mình, nó kéo mình đi qua, nó không làm cho mình chú tâm. Mình muốn chú tâm vào cái điểm này không, nó kéo mình đi, nó không cho mình chú tâm. Mình muốn chú tâm vào đây mình niệm Phật được cho dễ hơn, nó kéo mình đi, nó không cho mình chú tâm. Thì đây gọi là gì? Đây gọi là nghiệp lực. Và cái bàn tay ma lực đó chính là bàn tay của vọng tâm. Vọng tâm nó không chịu yên, mình ngồi yên mình dòm gì nó không có chịu nổi. Con khỉ mà cứ bắt nhốt nó không có chịu nổi thì nó phải nhúc nhích à, và muốn nó nhúc nhích được thì nó kéo cái chú tâm của mình đi ra chỗ khác, lúc đó nó mới nhúc nhích được, phải không? Thì đó chính là vọng tâm nó kéo mình đi đó. Thì giai đoạn thứ nhất gọi là giai đoạn hướng tâm. Giai đoạn hướng tâm này chúng ta thường bị cái tâm vọng tưởng, nó là một cái bàn tay vô hình, ma lực vô hình nó kéo mình đi hoài. Nhưng mà hãy ráng kiên trì tu tiếp, hãy nó kéo thì cứ quay lại chú nữa, chú ý niệm Phật nữa, hay nó kéo đi thì cứ quay lại chú ý niệm Phật nữa. Thì sau nhiều lần như vậy chúng ta sẽ bước sang cái giai đoạn thứ hai của quá trình tu tâm, gọi là gì? Gọi là giai đoạn liên tục hướng tâm à, kéo thì kéo nó lại, kéo đi kéo nó lại, nó kéo đi kéo nó lại, nó kéo đi không cho mình chú tâm vào một điểm, kéo lại chú tâm vào một điểm. Thì cái giai đoạn này gọi là giai đoạn liên tục hướng tâm, tức là chúng ta bị đánh mất nhưng mà chúng ta lại hướng tới, chúng ta lại đánh mất, chúng ta lại hướng tới, chúng ta cứ giằng co với nó và chúng ta làm hoài cho đến khi nào chúng ta chiến thắng nó thôi. Đây là giai đoạn thứ hai, gọi là giai đoạn liên tục hướng tâm. Và khi mà chúng ta bước sang giai đoạn này thì mà thuần thục cái giai đoạn liên tục hướng tâm rồi đó, là chúng ta kéo tâm mình về nó nhẹ hơn nha, nó nhẹ hơn. Ở giai đoạn đầu đó mình kéo tâm mình về nó nặng lắm. Và thí dụ như mình 5 phút mình kéo nó được về một hai lần ví dụ vậy, tức là lâu lơ lâu lắc lắm mình mới nhớ tới nó thì mình mới kéo nó lại. Nhưng mà giai đoạn này là mình 5 phút mình có thể kéo nó được dài 30 lần, mình ví dụ vậy thôi ha. Tức là mình kéo nó rất là nhẹ và muốn kéo kéo rất là mau, nó mới vừa đi là mình phát hiện ra liền. Cái này là giai đoạn thứ hai, gọi là giai đoạn liên tục hướng tâm. Và giai đoạn thứ ba là gì? Sau khi chúng ta thuần thục giai đoạn của liên tục hướng tâm rồi, chúng ta sẽ bước sang cái giai đoạn gọi là giai đoạn kiên định hướng tâm. Càng đi sâu chúng ta mới càng thấy nó vi diệu nè. Kiên định hướng tâm là gì? Tức là cái hướng tâm của chúng ta bây giờ đã đạt được cái mức độ kiên định rồi. Ý như người ta có một cái chí kiên định là sao? Đúng không? Dù ai nói ngã, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Hãy ba chân mà kiềng lại là đứng cứng ngắc ở đây. À, kiên định hướng tâm là cái hướng tâm của chúng ta nó đứng cứng ngắc ở đây rồi. Mà hãy nó mới vừa sẹt muốn chạy đi là biết ngay, nhìn lại là nó đứng yên. Nó mới vừa sẹt đi không không lúc này là nó không còn dẫn chúng ta đi xa được nữa, mà nó vừa sẹt ra là biết nó liền, là nhìn thẳng vô liền, là cái nhìn thẳng của chúng ta nó đã đạt được cái mức độ kiên định rồi, rất vững chắc rồi. Cái giai đoạn này gọi là giai đoạn kiên định hướng tâm. Khi mà mình đạt được cái giai đoạn này đó, mình niệm Phật nó khỏe rồi ha, nó rất nhẹ quý vị, nó khỏe nó nhẹ rồi ha. Lúc đó đó là các trạng thái như vọng tưởng bấn loạn đồ này kia nó không còn đối với mình nữa, mà mình nhìn kỹ tâm mình nó mới khởi niệm là chúng ta biết liền, và biết liền là kéo nó về liền à, là chúng ta tập trung một cách vững chắc liền được liền à, phải không quý, phải không thưa quý?
chưa đồng đạo. Thì cái giai đoạn này gọi là cái giai đoạn kiên định hướng tâm, và chúng ta thuần thục giai đoạn kiên định hướng tâm, chúng ta sẽ bước sang một giai đoạn bắt đầu vi diệu này, đó là cái giai đoạn nhất niệm tâm. Khi mà chúng ta kiên định hướng tâm xong là tâm chúng ta cứ kiên định mãi như vậy, trong cái lúc công phu hay là trong cái lúc đi đứng nằm ngồi gì đó, thì sao? Thì chúng ta sẽ đạt được cái giai đoạn tiếp theo, đó là giai đoạn nhất niệm tâm. Thường thường sau khi mà mình ngồi cũng tùy theo người, tức là chúng ta ngồi niệm Phật mà chúng ta vượt qua được cái trạng thái của hôn trầm ha, của vô ký ấy. Sau khi vượt qua hết các trạng thái quấy phá của những phiền não đó rồi, thì lúc đó đó tâm của mình nó sáng và nó an lạc lắm, cũng tùy theo người. Có người cũng sớm lắm, chừng 30 phút người ta đã vượt qua rồi, có người thì 45 phút, hoặc là lâu lắm thì cũng có người hơn một tiếng. Chúng ta ngồi được hơn một tiếng là hầu như các vọng niệm hay là các hôn ký, vô ký, hôn trầm thường thường nó bị dẹp hết rồi, nếu chúng ta cố gắng chúng ta kiên trì được như vậy. Thì sau khi mà chúng ta dẹp được hết tất cả những giai đoạn đó rồi thì sao? Lúc bây giờ tâm của mình nó tỉnh sáng, cực kỳ sáng, rõ, cực kỳ rõ. Cũng giống như là mình sau một giấc ngủ thật ngon mà mình mở mắt thức dậy, tâm chúng ta tỉnh, đầu chúng ta nhẹ nhàng, thơ thới vô cùng. Thì sau khi chúng ta đã vượt qua được hôn trầm rồi thì sao? Chúng ta vẫn còn tiếp tục niệm Phật, là lúc đó tâm chúng ta cực kỳ tỉnh táo, tâm chúng ta cực kỳ khỏe khoắn. Lòng luôn thấy an lạc như thế nào thì niệm Phật lúc bây giờ là nó vô nghe như chuông bon 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 bon, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chúng ta xả ra, xả niệm Phật ra, không còn trong thời khóa nữa, hay là chúng ta xả cái tác ý của sự niệm Phật ra, thì ở trong lòng nó vẫn vọng ra Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm nó niệm theo cái automatic, niệm theo cái cài đặt của tâm thức, niệm theo thói quen, mặc dù mình không tác ý niệm nó vẫn niệm. Không, thưa quý vị, có ai đã từng được cái trạng thái này chưa quý vị? Chắc là con nghĩ quý vị mình được rất nhiều. Có đôi khi một hôm nào đó mình có cái thời gian rảnh, mình niệm Phật thật lâu, một tiếng mấy hay là 2 tiếng đó. Nhất là ai mà niệm Phật được 2 tiếng liên tục rồi, quý vị mình xả ra, mình không niệm nữa, cái câu lục tự dẫn ở trong lòng mình nó dẫn ra. Mình cứ nghe dẫn dẫn niệm Phật ở trong lòng mình nó dẫn ra. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ ngồi 2 tiếng một lần đó thì nó dẫn ra được lúc nào đó rồi nó hết. Còn có người ta ngồi từ ngày này sang ngày khác, ta tu tập từ ngày này sang ngày khác, trong cái khóa thất hay gì đó, thì khi mà ta xả thất ra rồi đó, vẫn nghe dân dẫn bên tai, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tu càng lâu thì cái thời gian mà nghe dân dẫn nó sẽ được lưu trì cho, nó sẽ được lưu diễn cho mình lâu hơn. Thì giai đoạn này gọi là gì? Là giai đoạn nhất niệm tâm, tức là tâm chúng ta đã được cái trạng thái là câu lục tự nó chảy một mạch ở trong lòng, là gọi là nhất niệm. Và sau khi chúng ta có được cái nhất niệm tâm này rồi thì thưa quý vị, lòng mình rất là an lạc, rất là thoải mái. Ta sẽ đạt được cái trạng thái tiếp theo của tâm là gì? Đó là trạng thái an định tâm. Bây giờ nghe cái âm thanh mà nãy mình bứt rứt, nó chát chúa hay là nó sùm, nó quấy rối nhĩ căn của mình, nó quấy rối tâm thức của mình. Bây giờ nghe bình thường, chả có chuyện gì xảy ra khi mà chúng ta có được cái tâm an định rồi. Cái cảnh này, cái sự việc này xảy ra mà lẽ ra nếu lúc trước đó là mình tức lắm, mình giận lắm, mình phiền lắm, nhưng mà hôm nay nó cũng xảy ra ở mức độ đó, nó cũng tương tự như vậy, sao mình nhìn thấy bình thường quá. Ủa sao bữa nay mình không biết giận là gì ta, cái giận của mình ở đâu rồi? Là do cái sự tác chế của cái tâm an định nó cho mình. Ví dụ mỗi khi đó mình đi trong đêm tối giờ này, tâm mình sẽ hồi hộp sợ ma lắm đó. Nhưng bữa nay mình vẫn đi trong tim tối mà mình, ủa sao mình không có ý nghĩa sợ ma hả? Mình không có ý nghĩa sợ ma, sao mình vẫn đi bình thường? Ở đây còn lưu ý quý vị chúng ta nên nhớ kỹ điều này nha, không có ý nghĩ sợ ma nha, chứ không phải mình đang có ý nghĩ mình sợ ma, nó vẽ ra mình đủ thứ hình lè lưỡi nghe răng vậy đó, rồi mình nói thôi ráng dằn nó xuống, ráng đè nó xuống, ví dụ vậy. Đó cũng không phải là trạng thái của tâm an định. Mà trạng thái của tâm an định là một trạng thái tâm bình thường, không hề có ý nghĩ sợ ma đâu. Và nó không biết sợ ma là gì thì nó đi bình thường, nó đi bình thường. Thưa quý vị, nói tới đây cô xin phép được mở cái ngoặc này hơi lớn chút. Mình chia sẻ cái việc này vì nó có liên quan đến vấn đề tu tập.
Để chúng ta rèn luyện và tu tập làm sao cho mình đạt được cảnh giới bình thường tự nhiên này nha. Gọi là an định. Tức là hồi đó giờ chúng ta nghĩ là chúng ta nhẫn là sao? Là khi mà ai làm gì chúng ta khó chịu, ai làm gì cho chúng ta bứt rứt, muốn sân si đó. Nhưng mà hôm nay đè nén nó xuống, không? Không cho nó trả lời, cũng không cho nó nhớ nghĩ gì tới cái chuyện mà sân si hay là phiền hận đó, đè nó xuống và chúng ta cho rằng đây là chúng ta nhẫn. Thì cái đó cũng là nhẫn đó, nhưng nó mệt lắm. Và nếu ngày nào mình không đè nén nó nổi thì sao? Nó sẽ quay lại, nó mở miệng ra. Và khi mà đè nén nó bức xúc nhiều, nó mở miệng ra, nó sẽ nói nhiều cái tiếng mà khi mình không đè nén nó không nói được. Mà tới cái lúc nó đè nén rồi mà nó chịu nói rồi, nó nói người ta không đỡ nổi luôn. Hơn cái gì? Do vậy cũng chưa phải là một cái sự tu tập nhẫn nhục hay. Mà con vẫn thường nói chúng ta tu tập nhẫn nhục hay, hay là chúng ta tu tập các pháp về xả ly hay, là chúng ta phải có trạng thái của cái tâm bình thường, đó gọi là tâm vô sanh nhẫn. Sao là bình thường? Con ví dụ mình thêm cái nữa để mình thấy nè. Quý vị biết đó, một người đã từng chịu đựng rất nhiều cái nỗi đau về thân xác, đánh đập hành hạ, hay là lần tên mũi giáo gươm đạn gì cũng đã, gươm súng gì cũng đã chịu đựng qua hết rồi. À, trên người không biết là bao nhiêu có những cái vết thương và những vết thương chí mạng đó. Nhưng mà người này cũng đã vượt qua hết rồi. Ví dụ như những cái chiến sĩ đi ra chiến trường, ví dụ vậy. Tức là các sự chịu đựng về thân xác, từ cái sự huấn luyện cho đến cái sự mà ra trận, phải đối đầu với những cái vợ cái sự chịu đựng dở sống dở chết, và mình đã vượt qua được cái cực hạn của sức chịu đựng bản thân rồi. Thì người này giả sử mai mốt mà có đi vào trong cái làng quê của mình, có ví dụ thôi nha, có ai đó ghét hay là làm gì đó, đi lại đánh đập họ, đi lại đó chửi mắng họ, chửi mắng thì không liên can, nhưng mà ví dụ họ bị đánh đập, họ bị té ngã, hay là họ bị va chạm nào đó về cái thân xác, thì quý vị nào mình nghĩ coi, đối với họ thì sao? Bình thường, họ không có biết đau là gì nữa. Tức là những cái cơn đau cực kỳ họ đã vượt qua rồi ha. Cơn đau dở sống dở chết họ đã từng nếm trải và đã từng vượt qua một cái những cái giới hạn của bản thân. Thì hôm nay cái cơn đau bằng gậy gộc, bằng tay chân bình thường của những người nông dân bình thường, dầu đánh đập họ như thế nào họ cũng vững dưng hứng cười, chả có đau gì đâu. Lúc đó mình mới nhìn mình nói, trời ơi sao cái vị ấy giỏi quá, hay quá, phải không? Nhưng mà thật ra đối với người đó không có gì giỏi, không có gì hay gì cái sự chịu đựng ở cái cấp độ này so với cái những sự chịu đựng khác của người ta đó. Nó không có ra gì chứ, nó không có ý nghĩa gì chứ. Cho nên á, người ta không quan tâm, người ta không lưu tâm, cho nên nhẫn mà như không nhẫn là như vậy. Phải không? Đức Phật vị nhẫn nhục tiên cắt cái vành tay này một cái, ngài vẫn bình thường mà không đổi sắc. Cắt cái vành tay bên đây một cái nữa, vẫn bình thường mà không đổi sắc. Ta đọc cái câu chuyện này ta nói rằng phải quả thật là tuyệt vời. Cái công hạnh của nhẫn nhục tiên Bồ Tát chúng ta không tưởng tượng nổi. Tới cái sự đau của sự cùng cực của cái bản thân mà ngài vẫn bình thường như vậy. Thật ra đó thưa quý vị, cái chịu đau này so với nhiều cái chịu đau nữa của những tiền thân Đức Phật á, thì chịu đau này không có ra gì đâu. Mình thấy đó là vĩ đại cực kỳ, nhưng với nhẫn nhục tiên Bồ Tát đó bình thường không có gì hết. Tại sao? Vì những tiền kiếp trước của Đức Phật từng hiến thân mình cho cọp đói mà chính mình còn dám cắt máu, nó đau vừa gì để đưa cho cọp uống máu xong rồi nó tỉnh rồi thì nó quay qua nó giật, nó xé xác mình luôn chứ sao. Thì sự chịu đau cực kỳ lớn đó mà ngài cũng đã chịu đựng được rồi, phải không? Thì huống hồ cái sự chịu đau này chưa có liên quan tới cái mạng sống, thì đối với ngài không ăn thua gì nữa. Cho nên mình thấy nhẫn nhục tiên bình thường, cho nên ngài mới dám đưa tay lên. Ngài thì thệ là nếu có một cái ý niệm nào mà sân si đối với vua thì sẽ cho các vết thương lở lối ra thêm, phải không? Nhưng mà cực kỳ thật sự là không hề có ý niệm sân si, là vì cái mức độ chịu đựng nó không đủ, nó không đủ đánh động cái sự bứt rứt trong lòng ngài, vì ngài đã chịu đựng được những cái sự chịu đựng nó cực kỳ khốc liệt hơn nữa. Vậy thì người tu chúng ta cũng vậy, phải tập rèn luyện mình có sức chịu đựng trong hoàn cảnh nha. Chúng ta tu chúng ta đừng bao giờ từ chối có hoàn cảnh nghịch cảnh hay là hoàn cảnh khổ khó.
Từ cái hoàn cảnh đó nó sẽ rèn luyện cho tâm chúng ta càng ngày càng mạnh hơn. Ví dụ hôm nay chúng ta đối diện với hoàn cảnh nhẫn nhục ở cấp độ 5 đi, mà chúng ta vượt qua được, thì mai mốt cái cảnh nhẫn nhục ở cấp độ 5 này đến với mình bình thường thôi. Người ta thấy à, nó vĩ đại lắm. Sao nhỏ kia nó chửi, nó mắng, nó làm đủ điều, nó nói xấu đủ điều, mà sao thấy dửng dưng quá, thấy người này hay quá, tràn ở nhẫn nhục thật là tuyệt vời, không có gì. Nhưng đối với mình có gì là tuyệt vời không? Không có gì tuyệt vời hết, vì cái này nó chưa thấm mình, nó chưa tới cái đô, cho nên mình không thấy gì là nhẫn hết. Thì ở đây con muốn mở hoặc con muốn nói là chúng ta tu tập, chúng ta cần phải rèn luyện cái mức độ chịu đựng như vậy, để giúp cho chúng ta mai này khi mà đối cảnh chúng ta có cái nhẫn một cách bình thường, an nhiên. Gọi là gì? Gọi là nhẫn mà như không nhẫn. Thì nhẫn như vậy gọi là trạng thái của cái tâm an định, nhẫn một cách bình thường như vậy. Thì đây gọi là trạng thái của an định tâm. Cái tâm an định nó đủ để tác chế cho chúng ta bình thường được trong tất cả cái hoàn cảnh khổ khó nó đưa đến. Và khi mà chúng ta tu tập duy trì cho đến khi cái tâm an định này nó thuần thục, chúng ta sẽ tiến tới cái giai đoạn nữa cao hơn, đó là giai đoạn của sự nhất tâm. Nhất tâm là gì? Mình thấy ở đây có hai cái vấn đề hình như nó giống nhau. Một là ở phía trước con nói là giai đoạn nhất niệm tâm, gọi là giai đoạn nhất niệm. Giai đoạn thứ sau, giữa cái khoảng trung gian của cái tâm an định này, nó có cái giai đoạn nữa gọi là giai đoạn nhất tâm nha. Con sẽ phân tích kỹ hơn cái này để cho quý vị mình thấy. Nhất niệm tâm là gì? Tức là lúc đó cái tâm niệm mình nó cứ tuôn chảy một niệm một, tuôn chảy một niệm một. Nam Mô A Di Đà Phật khởi lên, hay quốc giả là mình cũng dẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật quen rồi, cứ niệm hoài. Nhưng mà còn giai đoạn nhất tâm là nó cao hơn, nó sâu hơn. Là lúc đó cái câu Nam Mô A Di Đà Phật nó vẫn tuôn chảy, nhưng mà nó có một cái tác ý quán chiếu thấy rõ trong từng câu từng chữ của Nam Mô A Di Đà Phật một cách sáng suốt tỏ rõ như vậy. Đó là có cái sự hiện hữu của tác ý mình ở trong đó. Và tác ý bây giờ là tác ý trong cái sự thanh tịnh rỗng rang sáng suốt, không có bất kỳ một cái niệm tưởng vọng tưởng mê mờ nào hết. Thì đó gọi là cái giai đoạn gì? Giai đoạn nhất tâm. Tức là vừa có Nam Mô A Di Đà Phật liên tục, Nam Mô A Di Đà Phật liên tục, gọi là nhất niệm tâm. Và vẫn vừa có cái tác ý theo dõi rõ ràng trong xuyên suốt quá trình diễn ra của câu Nam Mô A Di Đà Phật một câu, Nam Mô A Di Đà Phật hai câu đó, tâm mình thấy rõ ràng tường tận, không sai lầm một chữ một ly nào hết. Đó gọi là giai đoạn nhất tâm. Và nhất tâm này chúng ta rèn luyện cho nó được thuần thục đâu đó rõ ràng, chúng ta sẽ tiến tới một cái giai đoạn nữa. Và giai đoạn này bắt đầu là sự hình thành của kết quả tu tập ở lĩnh vực, bắt đầu nó gần tướng tiến tới các cửa ngõ của sự chứng đạo. Đó là gì? Đó là giai đoạn bất động tâm. Bất động tâm là gì? Khi mà chúng ta nhất tâm niệm Phật được như thế đó thì sao? Thì đây là cái giai đoạn này, bất động tâm tức là giai đoạn nhất tâm bất loạn, phải không thưa quý vị? Tức là tâm mình bây giờ là một cái thành trì kiên cố, giống như là núi non mà nó vững chắc rồi thì gió thổi không lung lay. Bây giờ bát phong, gọi là bát phong tám ngọn gió mà cứ thổi mình vào cũng chả có ăn nhầm gì, vì chúng ta đã đạt được một cái trạng thái của tâm bất động trước tất cả các điện tử hay là tất cả các vòng trần ngoại cảnh bên ngoài. Thì đây gọi là cái giai đoạn bất động tâm. Và bất động tâm này con còn gọi một cái từ với cái thuật ngữ của mình đó, gọi là kim cương tâm. Kim cương tâm là gì? Kim cương tâm tức là cái tâm chúng ta bây giờ nó đã hòa quyện và nó kết chặt thành một khối rồi quý vị, thành một khối. Ý niệm của chúng ta nó kết chặt thành một khối, và khi mà chúng ta tu tập tiến tới cái giai đoạn này đó thì thưa quý vị là có ngày chúng ta chỉ có một câu lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chứ cái tánh rõ ràng sáng suốt sáng biết, không hề quan tâm gì tới cái gì xảy ra ngoài mình nữa. Tức là nó chỉ có một cái lòng bất động như vậy. Nếu chúng ta niệm Phật thì chúng ta cứ nhớ niệm Phật chị hòa, nhưng mà nhớ trong cái rõ ràng sáng suốt nha. Và đôi khi muốn suy nghĩ cái chuyện gì khác mình không, vẫn không suy nghĩ được quý vị. Con nói là nhiều khi không suy nghĩ được, vì nó đạt được cái trạng thái tâm kiên cương rồi. Tức là cái định, cái câu niệm Phật này nó trở thành cái trạng thái
làm cho tâm mình bất động, cứng cáp cái tâm mình vào cái câu luật tự đó rồi. Nhiều khi mình muốn suy nghĩ chuyện khác cũng không có suy nghĩ được nữa. Và cái trạng thái này đó nó cực kỳ vi diệu nha. Cái trạng thái này để con gì kể lại cái khoảnh khắc mà Ngài Hám Sơn diễn tả cho chúng ta biết. Thì Ngài đã từng tu tập và nhập định nhiều lần, và trạng thái tâm bất động là Ngài cũng đã từng nếm trải rồi. Và Ngài cho biết trong cái giai đoạn đó thì không nhớ nghĩ được chuyện gì khác. Hôm nọ có một cái người bạn lại thăm. Trong cái lúc bình thường thì Ngài rất là nhiều bạn. Giả lại lúc trước Ngài là cái người nho sĩ, văn thơ Ngài giỏi lắm. Người bạn cũng là một vị quan lớn, nhờ Ngài viết một câu thơ đối cho một cái tiệc của cái gia đình gì đó. Vì gia đình quan chức cũng lớn cho nên Ngài bị tình thôi Ngài cũng viết. Nhưng bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị muốn suy nghĩ ra, không biết suy nghĩ, nó không có một ý niệm nào về một câu thơ nào, một cái chữ nào. Ngài nói bây giờ tôi không thể suy nghĩ được thơ. Hồi đó là cái người viết thơ, viết văn rất là hay đó. Nhưng bây giờ những cái kiến thức đó, những ký ức đó nó chạy đâu mất tiêu rồi. Nó không còn một khoảnh khắc nào, một hình dáng nào trong não của Ngài hết. Cái này gọi là sao? Kinh điển lưu truyền 8 vạn tư, học hành không thiếu cũng không dư, học hết đó. Nhưng mà đến nay kinh đệ kệ đều quên hết, chỉ để trên đầu một chữ như. Nó không nhớ gì nữa chứ. Ngài nói bây giờ nếu muốn cho tôi nhớ lại thì Ngài có một cái cuốn sách nào mà cuốn tập thơ nào gần đây nhất, hãy đưa cho tôi xem. Xem những gì đang nó kích thích lại cái dòng tư tưởng. Nghe cái chỗ này mình mới thấy cực kỳ quan trọng nè quý vị. Thì Ngài diễn tả khi mà Ngài mới vừa xem một câu thơ đầu tiên đó quý vị, thì ở trong lòng của Ngài nó tuôn ra như suối, cái thác suối mà nó chảy mạnh cuồn cuộn. Nhưng mà tuôn lúc bây giờ chỉ là chánh niệm thôi nghe, chứ không phải tuôn cái vị thế gian. Thơ ở trong lòng á, khỏi suy nghĩ quý vị. Ngồi mà chép không kịp với cái dòng suy nghĩ của mình. Tức là thơ nó cứ tuôn ra, thơ nó tuôn ra khỏi cần suy nghĩ. Mà từ cái câu tuôn ra hay, cực kỳ hay. Đây là giai đoạn của cái bất động tâm, là trí tuệ đó. Cho nên mình gọi là giữ giới sanh định. Định là bất động tâm nè. Mà bất động tâm mà tác ý một cái đó ha, là huệ nó phát liền đó. Đó. Chứ, tức là Ngài chỉ một cái tác ý đầu tiên thôi thì dân thơ nó tuôn ào ạt ra. Thưa quý vị, đó là cái sự vi diệu và mầu nhiệm của tâm linh của chúng ta nha. À. Cho nên các vị đắc đạo mình thấy sao? Các ngài rất là thoải mái, ung dung. Mình thì bể đầu nắng chán, bể đầu bể ốc. Thì chúng ta mới ra được một hai câu thơ có hồn nó hay. Các ngài không lên đại, lên hội, lên diễn đàn hay là đứng trước đại chúng ngồi nhìn mà vẫn ung dung, nhả những câu thi xuất khẩu thành thơ. Rất hay và rất tuyệt. Vì sao? Vì người tu mà đạt được cái trạng thái của cái sự bất động tâm này rồi thì chỉ một cái tác ý nhỏ về bất cứ điều gì, mỗi cái dữ liệu mà nó diễn ra, nó cung cấp cho chúng ta đó, cực kỳ hay, cực kỳ nhanh và cực kỳ nhiều. Con nói một là cực kỳ hay ha, hai là cực kỳ nhanh, và ba là cực kỳ nhiều, khỏi cần mất phải suy nghĩ. Đó gọi là giai đoạn bất động tâm. Nhưng mà giai đoạn này đôi khi nó vẫn còn trở ngại một số vấn đề trên cái sinh hoạt đời sống tu tập của chúng ta, là có những ý nghĩ mà nếu chúng ta nghĩ chúng ta không thể nghĩ được. Và khi nghĩ như vậy nó tuôn chảy ra, nó làm cho mình không khống chế được. Cho nên lúc đó đó là Ngài Hám Sơn sau khi viết xong là Ngài bỏ liền, Ngài không coi nữa, Ngài gấp cái tập thơ đó lại. Và Ngài tiếp tục công phu tu hành để không để cho bất cứ những văn thơ nó dẫn mình đi. Ha. Nếu mà Ngài dừng ngay đây và Ngài thấy à dân thơ này hay quá, tuyệt vời quá, trí tuệ mình như vậy là siêu quá, thì mai mốt Ngài sẽ trở thành một vị pháp sư thôi, có thể ứng đối lưu lót, có thể trôi chảy lưu lót, có thể xuất khẩu thành thơ, hay có thể viết những cái án văn thơ thật là hay. Chứ Ngài không tiến được sâu hơn vào các quả vị chứng đắc cao hơn nữa, phải không? Cho nên giai đoạn này Ngài biết là Ngài xếp lại ngay và Ngài tiếp tục tu tập, dừng chỉ ngay cái ý niệm đó, cắt không có cho cái dòng chảy dân thơ nó kéo dài nữa. Thì sau khi tu tập là dừng những giai đoạn này, chúng ta sẽ bước sang một cái giai đoạn nữa, gọi là giai đoạn này mới là giai đoạn cực kỳ quan trọng, gọi là như tâm hay là chân như tâm, không? Đức Thầy dạy mình là gì? Là giữ tấm lòng bất động như bất động, tức là hồi nãy mình nói đó, kiên cố như tường đồng bách sắt, và tâm chúng ta bây giờ không có một niệm tưởng nào xen tạp được. Nhưng như vậy sao nó làm cho đời sống mình bị khô cứng, mình không vận động được, mình không có thể nào hoạt động được, mình không có thể nào tiếp xúc duyên trần cảnh được. Mà chúng ta phải tu tập như thế nào, rèn luyện tâm thức
của chúng ta càng tu thêm nữa, cho đến mức là chúng ta điều khiển được tất cả cái nguồn chảy của tư tưởng với mức độ cao cấp đó. Hồi lúc mà mình ở mấy cái tầng trước á, ví dụ như ở mức tầng cũng là kiên định hướng tâm nha, kiên định hướng tâm là chúng ta điều khiển được tâm thức của chúng ta ở cái mức độ thấp ha. À, tức là lúc đó nó tác ý hay là nó suy nghĩ chuyện gì mình biết cái mình đem nó về liền. Nhưng mà khi mà chúng ta đạt đến cái giai đoạn mà bất động tâm này rồi đó, thì chúng ta cần phải tác ý. Và cái tác ý đây là cái quán chiếu, cái rõ ràng sáng biết đó. Lúc bây giờ cái tánh biết của chúng ta nó mới xuất hiện, là Phật tánh, tánh biết của chúng ta mới xuất hiện, là nó quán chiếu, nó soi sói xét khắp cả. Mà từng cái quán chiếu, từng cái soi xét của nó, thưa quý vị, cực kỳ vi diệu, cực kỳ linh hoạt. Ví dụ muốn quán chiếu một ai đó à, hay là muốn soi xét một vấn đề gì đó, thì tất cả cái nguồn dữ liệu từ quá khứ, hiện tại, vị lai, hay tất cả cái việc gì á, rất là nhiều, nó đều đổ về một cách ào ạt rất nhiều. Thì chúng ta tu tập phải có tập cho đến mức độ là phải làm sao kiểm soát được cái dòng tư tưởng này. Ở dưới đó mình tu tập trong cái định tâm bình thường là mình kiểm soát được cái dòng tư tưởng suy nghĩ ha. Mình bình thường trong một phút thì sao, trong một giây thì mình suy nghĩ về về cái tư tưởng ví dụ vậy, nhưng mà không đâu. Đi đến giai đoạn mà bất động tâm đó, trong một giây của mình thôi, nó có thể đổ ra hàng trăm hàng ngàn cái tư tưởng đúng gì nếu mình tác ý. Cái này nếu có một cái dịp ở cái đời nào khác, họ sẽ chứng minh khoa học cho chúng ta thấy rõ luôn. Trong một giây tâm của chúng ta nó có thể nghĩ ra 1.000 thứ, chứ không phải là không. Mà trong kinh điển các Bồ Tát thường cho chúng ta biết đó, chỉ một sát na là một phần nhỏ nhất của một giây. Các ngài thấy cái tâm của mình đó, nó có thể là nó có thể tạo ra, tác chế ra ha, là hàng trăm hàng ngàn cái câu chuyện như vậy, chứ không phải một. Mà mình như thế nào, mình không nghe, mình không hiểu nổi đâu, phải không quý vị? Và cũng không tưởng tượng nổi. Mình bất quá trong giây nó nghĩ vài chuyện thôi. Đó là kiểm soát tâm ở cấp độ của người bình thường ha. Còn kiểm soát tâm ở cấp độ của cái tâm an định đó, của cái tâm bất động đó, thì phải kiểm soát tâm một cách siêu việt. Khi mà nó nghĩ nhớ tới việc gì đó, bằng cái tánh soi tỏa sáng biết ung dung tự tại đó là kiểm soát được đó. Thì giai đoạn này là giai đoạn khi mà chúng ta thuần thục được, thì chúng ta sẽ có thể hòa nhập được trong cuộc sống. Chúng ta sẽ có cái gọi là vô trụ xứ niết bàn ha. Nghĩa là đi đâu cũng có tịnh tâm, không phải chỉ tịnh tâm trong lúc bất động một mình, mà đi đứng nằm ngồi tiếp xúc với trần cảnh, chúng ta vẫn lưu giữ được cái trạng thái của tâm bất động này, gọi là gì? Đó là chân như tâm, hay là giai đoạn như như tâm. Tức là trở lại cái trạng thái bất động một cách bình thường, nhẹ nhàng, uyển chuyển, chứ không có cứng chắc giống như là tường đồng vách sắt như trước nữa. Cũng bất động, mà bất động này là như nước, mềm mại mà uyển chuyển, có thể đi khắp nơi mà vẫn được sự thanh tịnh. Đó gọi là cái giai đoạn như như tâm, hay gọi là giai đoạn chân như tâm. Thì thưa quý vị, mình nói quá nhiều rồi phải không? Tới đây khép lại được rồi phải không quý vị? Thưa chư đồng đạo kính mến, rất cảm ơn sự theo dõi nãy giờ rất nhiệt tình của quý vị mình luôn nha. Con xin được dứt lời, Nam Mô A Di Đà Phật.